Tính từ 12 giờ tới 18 giờ chiều nay ngày 16 tháng 6, Việt Nam ghi nhận thêm 155 ca mắc COVID-19 mới. Tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 16 tháng 6, Việt Nam ghi nhận thêm 155 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 6 ca đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 149 ca ghi nhận trong nước, bao gồm 90 ca tại Bắc Giang, 45 ca tại thành phố Hồ Chí Minh, 10 ca tại Bắc Ninh, 2 ca tại Nghệ An, 1 ca tại Hà Nam và 1 ca tại Bắc Cạn, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 11.635 ca và đã có thêm 47 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Số ca điều trị khỏi hiện là 4.590 ca, số ca tử vong là 61 ca. Để phòng chống dịch bệnh, người dân hãy tiếp tục thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, tỉnh Nghệ An ghi nhận nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng. Vì vậy, chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra quyết định giãn cách xã hội toàn bộ thành phố Vinh, theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 0 giờ ngày mai, ngày 17 tháng 6. Để bảo đảm an toàn cho người dân trong bối cảnh có ca dương tính chưa xác định được nguồn lây và lịch trình tiếp xúc phức tạp, tỉnh Nghệ An quyết định phong tỏa các khu dân cư có liên quan. Để phòng chống dịch đạt hiệu quả, tỉnh đề nghị các cơ quan ban ngành phối hợp chặt chẽ với nhau, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong khi đó, tại tỉnh Thái Nguyên, từ 0 giờ ngày hôm nay 16 tháng 6, 8 chốt kiểm dịch tại hai xóm Đầm Đanh và Làng Đanh, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã được dỡ bỏ phong tỏa sau 21 ngày thực hiện cách ly y tế theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 26 tháng 5, thị xã Phổ Yên đã thực hiện phong tỏa cách ly y tế đối với 234 hộ dân, hơn 1.000 nhân khẩu của hai xóm Đầm Đanh và Làng Đanh sau khi phát hiện bệnh nhân mắc COVID-19 số 5.999. Sau 21 ngày thực hiện phong tỏa, từ hôm nay, cuộc sống của người dân sẽ trở lại bình thường. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Để toàn bộ lực lượng quản lý thị trường có thể phân biệt được giữa hàng giả và hàng chính hãng đối với vaccine COVID-19, sáng nay, Tổng cục Quản lý Thị trường đã phối hợp tổ chức chương trình tập huấn đối với Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ và hãng dược phẩm Pfizer theo hình thức trực tuyến. Toàn bộ lực lượng quản lý thị trường tại 64 điểm cầu đã được Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ HSI chia sẻ về công tác điều tra vụ việc liên quan đến các sản phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế, đặc biệt là việc buôn bán vaccine COVID-19 giả. Bên cạnh đó, đại diện hãng dược phẩm Pfizer cũng đã hướng dẫn cách phân biệt giữa vaccine Pfizer-BioNTech COVID-19 thật bằng cách quan sát. Trong đó, vaccine thật sẽ được đựng trong các lọ thủy tinh nhỏ trong suốt không màu, dung tích là 2ml, chứa chưa đầy một nửa là dung tích màu trắng đục, nhãn dán ghi Pfizer and BioNTech. Đến thời điểm này, Pfizer là vaccine phòng COVID-19 thứ tư được Việt Nam cấp phép khẩn cấp sau AstraZeneca, Sputnik V và Sinopharm. Do vậy, buổi tập huấn được đánh giá hết sức cần thiết, giúp lực lượng quản lý thị trường có kỹ năng phân biệt giữa hàng giả và hàng chính hãng, góp phần phục vụ tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, thực hiện sớm mục tiêu tiêm vaccine miễn phí cho toàn dân nhằm đạt được sự miễn nhiễm cộng đồng. Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 779 QĐ-TTG ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19. Quỹ Vaccine với sứ mệnh huy động tổng hợp nguồn lực đóng góp xã hội để chia sẻ với ngân sách nhà nước nhằm phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước. Sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên nguyên tắc đảm bảo sự tự nguyện đóng góp, hoạt động công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật, thuận lợi nhất cho việc đóng góp. Chung tay phòng chống dịch COVID-19, người dân hãy đồng hành cùng chính phủ bằng cách ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Tài khoản tiếp nhận tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tài khoản tiếp nhận tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Và tài khoản nhận tiền từ nước ngoài. Quý vị cũng có thể nhắn tin góp tiền mua vaccine theo cú pháp COVID-NK gửi 1408. Ý Đảng, lòng dân đã hòa làm một, trở thành động lực quan trọng giúp dân tộc ta đã và sẽ vượt qua những khó khăn thử thách. Ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 cũng là góp phần bảo vệ mình trước đại dịch.